Sanh Thu Hoạch, Tử Sài Sơn, Đấng Anh Hùng, Đức Tâm Hợp Nhất, Phò Tây Sơn, Diệt Mãn Thanh, Bậc Trượng Phu, Trung Nghĩa Vẹn Toàn. Thời Hậu Lê, có trang anh hùng xuất hiện trên đất Nghệ An. Người họ Phan với danh Huy Ích, có tên hiệu là Du Am. Phò Nhà Lê, nghĩa nhân phi thường, sống cho tổ quốc và dân. Lòng trung kiên, lướt qua gian khó, thấy bao nhiêu lẽ thăng trầm. Từng tham gia phá quân phương Bắc, góp công xây nhà Việt Nam. Rồi Nhà Lê đến khi suy tàn, chúa trình chiêu thống nghịch nhau. Đời thịnh suy hết duyên tan rã, núi sông Việt càng sụp sôi. Nhà Tây Sơn dẫn binh tung hoành, phá tan phản phục tà gian. Rồi quân Thanh tiến qua theo cớ, giúp Lê triều thống duy trì. Và họ Phan với danh Huy Ích, dân thân giúp nhà Tây Sơn. Vì tổ quốc với muôn dân, ông sẵn sàng tranh đấu không từ nan. Lòng đã quyết phá xâm lăng, bao tháng ngày nguy khó luôn bền tâm. Cùng Tây Sơn phá quân Thanh, có đống đá còn kia chôn sát thù. Và thành danh Phan Huy Ích đã lưu trong sử sách đến nghìn thu. Rời bàn xứ trống chiêng vàng, ông đã từng đi sứ qua nhà Thanh. Lòng thôn thức những canh thâu, nghiên bút đề thi tứ lưu hùng tâm. Nhà vua ban chức cho ông, phụ trách lo ngoại giao cho nước nhà. Đời ghi ơn Phan Huy Ích, góp công xây trời Nam. Người ngoại xâm nhưng không được bao lâu, vua Quang Trung băng hà, nhà Tây Sơn cũng mất. Ông trở về quê xưa, hoàn thiện việc dịch sách chinh phủ ngầm, gửi tấm lòng trung hiếu cho muôn đời nói theo. Thời Hậu Lê, có trang anh hùng xuất hiện trên đất Nghệ An. Người họ Phan với danh Huy Ích, có tên hiệu là Dụ Am. Phò Nhà Lê, nghĩa nhân phi thường, sống cho tổ quốc và dân. Lòng trung kiên, lướt qua gian khó, thấy bao nhiêu lẽ thăng trầm. Từng tham gia phá quân phương Bắc, góp công xây nhà Việt Nam. Vì tổ quốc với muôn dân, ông sẵn sàng tranh đấu không từ nan. Lòng đã quyết phá xâm lăng, bao tháng ngày nguy khó luôn bền tâm. Cùng Tây Sơn phá quân Thanh, có đống đá còn kia chôn sát thù. Và thành danh Phan Huy Ích đã lưu trong sử sách đến nghìn thu. Rời bàn xứ trống chiêng vàng, ông đã từng đi sứ qua nhà Thanh. Lòng thôn thức những canh thâu, nghiên bút đề thi tứ lưu hùng tâm. Nhà vua ban chức cho ông,
trách lo ngoại giao cho nước nhà. Đời ghi ơn Phan Huy Ích góp công xây trời Nam, người ngoại xâm nhưng không được bao lâu, vua Quang Trung băng hà, nhà Tây Sơn cũng mất. Ông trở về quê xưa hoàn thiện việc dịch sách chính phủ ngầm, gửi tấm lòng trung hiếu cho muôn đời nói theo. Sự Việt Nam có ghi công người đã từng ra sức dựng xây, vì toàn dân đứng lên tranh đấu phá tan giặc tàu nhà Thanh, cùng Tây Sơn giúp non sông Việt thoát qua khỏi ách lầm than. Người Việt Nam mãi luôn ghi nhớ, quyết tâm theo bước chân người, nguyện chung vai phá quân phương Bắc giữ vẹn nước nhà Việt.